Câu than. Dạ câu than. Có nhiều một phần ạ. Dạ. Anh ơi em ghi mình anh giang nên nâu thì một lá trầu xanh sẽ nên vợ nên chồng. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác, anh chị, chào cả nhà thân yêu. Thì theo cái hành trình gông gũi của Bùi Hồ, hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để tìm hiểu về cái hoàn cảnh của một cô có đam mê đờn ca tài tử. Cô ở huyện Tân Hồng và hôm nay cô đến đây để mà bán vé số mưu sinh. Hôm nay là ngày 24 Tết, rồi cô vẫn còn bán hả cô? Dạ, dạ con chào cô. Dạ cô có thể giới thiệu về mình cho mọi người ở trên mạng biết cô không? Cô Nguyễn Thị Chiệp. Dạ cô Chiệp. Ở tỉnh Đồng Tháp, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Cô cũng nghề bán vé số không chứ không có đất ruộng chứ. Bán vé số sống. Có hai chồng với hai đứa cháu. Từ Tân Hồng xuống đây xa không cô? Ở mấy chục cái số vậy đó nè. Mấy chục cây. Tân Hồng mê xa. Cô ở xã nào của Tân Hồng? Xã Tân Công Chí. Xích vô đây đi cô, Tân Công Chí hả? Ừ, xã Tân Công Chí. Đúng rồi, rất xa. Rồi ngày cô bán được nhiêu tờ? Cũng 200 mấy, 300 cô, 300. 300 tờ. Rồi trừ chi phí ăn uống nhà cô còn lời được nhiêu? Còn cũng được 200. Cũng được 200 ngàn ha. Rồi chú làm gì cô? Ông cũng bán cái số, 100 mấy. Ông bán 100 mấy á. Hai vợ chồng bán cái số? 2 chồng 300 mấy. Rồi cô ở với hai vợ chồng thôi, có con hai cái gì? Hai chồng với hai đứa cháu ngoại. Không có hai đứa gái à. Rồi, không có chồng thì với cho Vinh đứa, còn đứa thì nó đi mất tiêu rồi. Bỏ đi hả? Ừ, nó đi mất tiêu rồi. Ở cháu đó cô nuôi? Đó giờ bỏ nhỏ 4 năm tuổi đó. Dạ cô nuôi lâu không chưa? Bỏ nhỏ đâu cả năm nay rồi. Lý do sao bỏ con? Thì cũng như nó thâu chồng rồi, nó có chồng khác. Nó có chồng khác. Dạ. Chồng khác quýnh nó quá là nó trốn đi rồi. Dạ. Giờ mới đi đâu? Rồi cô bán vé số về nuôi cháu. Giờ bán vé số nuôi nhỏ. Con thấy cô quải cái thùng ở đằng sau là làm gì cô hả? Hát. Cái thùng này nè. Hát á. Thùng để hát hả? Ừ. Vừa hát bán. Vừa hát vừa bán. Ai yêu cầu cô hát cổ hay là nhạc? Cổ con à, nhạc không biết được vô cả. Vậy hả? Bán vắng cổ. Hôm trước hình như là con có thấy cô ở trên TV. Ừ, TV Tà Tiến Bình Dương đó, năm 11. Cô hát song ca với Thanh Hằng hả? Ừ. Cái cảm giác khi mà cô đi thi thì sao? Cô đi thi lên đó cũng như mình phấn khởi, mình ham mộ cô Thanh Hằng nha. Mình vô cho bằng được, đang gặp mặt cô Thanh Hằng. Mà nó ngay vòng 2 cái vòng 1 á. Thì ca với cô Thanh Hằng mà mùa này tao không có cho. Tao không có cho giao lưu với ca sĩ. Mùa này tao không cho nữa ha. Bởi vì bà tặng cho 500 ngàn. Bởi lì xì cho 500. Dạ. Cái cảm giác khi mà gặp được thần tượng của mình sao cô? Trời ơi, mình phấn khởi, mình gì ngủ được. Mình... Cô ngày hôm đó là cô đi bán vé số hay sao rồi cô vô thi luôn? Vô thi luôn. Bán số mấy trăm tờ. Vô ca luôn. Còn số luôn. Còn năm chiếc này là 55 tờ. Dạ. Ba người mua 55 tờ. Mới kỳ gọi đây. Mua 2 nè. Mua 2 cô mới thi nữa. Có thi nữa nhưng mà không có lên đài. Sao vậy con? Nó không có bán lên Facebook ai biết. Dạ. Cái thùng đó cô quải đi vừa hát vừa bán hả? Ừ, vừa hát vừa bán. Cô đam mê tài tử dữ lắm hả cô? Cô đam mê mà chưa đi học đờn, nhịp nhàng chưa cứng. Nhịp nhàng mình không có gành. Dạ. Như mình ca Phụng Hoàng Nam Hai đồ thì nhịp nhàng thì mình biết hơi thôi, còn cái tăng cổ chưa biết gạch, chưa vô ra chưa biết. Dạ. Mình phải đi học mới được. Cô đam mê cổ này lâu chưa? Lâu rồi, 60 năm cũng có cao kê, giờ tập cao kê không có thuộc, chứ đâu có học. Cô năm nay nhiêu rồi cô chị? Năm nay là 60 rồi. 60 rồi, hết tuổi lao động rồi. Hết rồi, năm nay là 60, năm ngoái ca là 59. Mỗi ngày với cô lội xa không cô? Thì đi hoài vòng vòng cô lãnh vậy nè. Đi vòng vòng đi đường này đi đường kia đi tới trên đâu bệnh viện quân y nhiều khi tới bệnh viện quân y trở lại vòng vòng vậy. Dạ. Chứ không đi xa. Rồi sao cô không ở Tân Hồng bán mà cô lại xuống đây xa vậy? Bán Tân Hồng cũng được mà như ổng bán không được. Đi với ổng phải đi xuống đây. Còn ổng bán cho nó không được. Sao? Bán được. Dạ. Tao bán ca Hồng Ngự không à. Rồi chú năm nay bao nhiêu rồi? Ổng năm nay có 50 mấy à, ổng nhỏ gì bán tuổi. Năm mấy hả? 45. Dạ. Rồi cô chú là bán ngày khoảng 400 tờ. 400 ăn uống chi phí gì nhà cũng còn được 300. Thôi vậy là cũng cuộc sống mình vậy cũng được, chỉ có điều là đi lội bộ nó nắng thôi. Có nợ nần gì không?
Thì đó đang sửa nhà đó, mới xuống nào đó. Có đất cát gì không con? Không, có cục nào đâu đó. Không có cục nào nữa. Hồi đó ở Ba Găng, Vàng. Rồi bắt đầu mới chuyển hộ khẩu lên trển, anh em mới đánh nhà đó. Dạ. Để là ở đó. Rồi nên năm nay nhà nó hư trơn rồi mới sửa. Dạ. Mới sửa đó. Dạ, xích lại đây tí xíu đi con. Ừ. Cô quải cái thùng nó nặng không? 60 kg. Thôi cô bỏ xuống đi. Quen rồi. Quen rồi hả? Quải không được. Thì quải trên ra hoài vậy đó, quen. Quen rồi. Ừ. Cô ơi, bây giờ cô có thể tặng cho con cái bài gì mà cô thích nhất, Phụ Hoàng hay là Nam Mai hay cổ cũng được, được không cô? Cho mọi người khán giả cùng thưởng thức giọng hát của cô. Lớp Nam Mai đi. Dạ. Đúng rồi, giống như mà ca không thì nó ca nó không được hay. Dạ. Ca có cái đi chỗ quen rồi. Dạ. Rồi ca lớp Nam Mai đi tặng con ha. Dạ. Giữa tôi và ông chữ bằng hai tiếng ngắn thâu, từ bây giờ về sau đừng gặp nữa trong đời. Người đàn bà bị mất một bàn tay, đó chính là mẹ ruột của tôi. Trời ơi, ông là con thú hay con người? Lấy bàn tay của người nuôi dưỡng tình yêu. Tiền ơi, em hãy bình tâm con bắn loạn. Anh vẫn là anh trong trách hiền lớn. Nghe lời ai em cứ tội nặng nề. Thật là tội nghiệp cho anh. Chuyện của mẹ em bị người ta hãm hại, anh sẽ tìm ra vạch mặt kẻ hung đồ. Anh xin em chờ qua lạnh lùng mà tội nghiệp cho anh. Thôi, một câu dùng cổ nữa đừng con. Lên xuống, dạ, xuống câu dùng cổ nữa đi. Quá hay, trong quá ngọt ngào, quá đam mê là đúng rồi. Bởi vì ta đam mê cái Kim Tử Long đi. Cái giọng ca này nè, em đề thị. Ra câu dùng cổ hả? Dạ. Câu thôi ha. Dạ, câu thôi. Ta nhiều một phần rồi. Dạ. Anh ơi em ghi mình nên duyên nên nợ, thì một lá trầu xanh sẽ nên vợ nên chồng. Cao tám trầu xanh sẽ thêm đường thêm nồng. Mỗi sáng tinh xuân em gánh trầu ra chờ. Trên con lê dài thon thoát đôi chân. Em không sợ nắng vàng làm nghèo la trầu xanh, mà chỉ sợ người yêu chờ đợi buồn phiền. Dôi mắt đêm tìm cho vui chợ tan, lỡ chiến hẹn hò tình duyên đôi lớn. Quá hay luôn. Không mệt. Cô chẹp lúc mà cô đi thi á, là cô thi một bản vắng với lại hai câu dùng cổ hay sao? Con là bản vắng không hả? Có bản vắng không hả? Cái thằng ngoái thi lớp Phụng Hoàng. Phụng Hoàng, năm nay Văn Thiên Tường. Năm nay cô thi Văn Thiên Tường. Văn Thiên Tường mà nó không có lên cổ, lên nó không có lên đầu. Rồi năm nay nó cắt, nó không có cho lên hả? Ừ, nó không có cho lên. Năm nay đông quá nó cắt bỏ hả? Dạ, cái cảm giác của cô mà khi mà đi thi thì nó sao? Thì cũng mình đam mê, mình vô đó mình thi, trong mình vui chơi vậy thôi chứ mình đâu có nghĩ gì vô vòng nào. Dạ. Mình thích hát thì mình lên hát thôi. Ừ, để cho người ta nghe. Dạ. Dạ. Vô vòng. Dạ, dạ, dạ. Đông quá, đông quá, đông sao vô vòng nổi. Dạ, năm nay coi Văn Liên Tường trong cái trích đoạn bài nào? Trích đoạn Đêm Lạnh Chùa Quang. À, năm rồi thì là Phụng Hoàng trong nửa đời hương phấn. Ờ, năm nay với Kim Tử Long. Cô ca với Kim Tử Long hả? Ờ, ca Kim Tử Long mà bắt người mạng có đó mà cũng như là cách đó chưa có đợt. Dạ. Chưa có đợt, ca Kim Tử Long mà chưa có đợt. Rồi bây giờ như thế này nè cô, con thì sẽ ủng hộ cô với số, rồi tặng cô một tí quà.
Rồi con thì không có quay đưa lên, tại cô cháu mình tâm sự để cho cô khán giả thưởng thức cái lời ca tiếng hát của cô thôi. Biết nhiều người coi đó. Dạ, nhiều người coi rồi có thể người ta sẽ giúp đỡ cô ở cái khu vực thành phố Cao Lãnh này, cũng như của tỉnh Đồng Tháp, cũng như là trong và ngoài nước. Thì năm mới con chúc cô năm mới an khang, thịnh vượng, giọng chắc giọng thì càng ngày càng dài năm nữa càng hay, ca dài năm nữa mới được, ca dài năm nữa đi phải luyện nhiều đi. Không, không luyện, giờ không luyện nữa chứ lần vừa luyện cái lắm ngang giờ luyện một lần vừa là phải hóa là luyện một một đĩa mới nghĩ. Rồi cô cho con hỏi này nè, khi mà cô đi vừa ca vừa ca dọc ở ngoài đường đó, rồi vừa bán vé số vậy, người ta có thấy cô, người ta có không, người ta cũng người ta thấy mình trên mạng đó, ta ủng hộ nhiều hơn một lần, nhiều hơn sau khi mà mình nổi tiếng là người ta ủng hộ nhiều hơn, ủng hộ nhiều hơn 5 tờ 10 tờ không. Anh nữ ra là cô thì bán được 300 tờ mà còn chú thì chỉ có 100 mấy thôi. Ông thì đâu ta, cô bây giờ hiện giờ cái sức khỏe của mình tốt không con? Thì sức khỏe thì hôm nay đi cũng hơi mệt không một lần. Dạ, cái giò cắn nó nhất. Dạ rồi con chào cô ha, rồi con tắt để con ngồi xuống. Rồi xong chưa?